Kala Apartment Quy Nhơn là dự án căn hộ chung cư cao cấp tọa lạc tại trung tâm cửa ngõ Quy Nhơn thuộc khu đô thị Vũng Chua, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, nơi tập trung cung đường ô tô và lối thẳng ra biển Quy Nhơn theo đường Trương Dương hay Tây Sơn. Là một sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển Acmo với tổng mức đầu tư lên đến 563 tỷ đồng. Bố trí các hạng mục trong dự án Kala Apartment Quy Nhơn như sau: tầng hầm là bố trí chỗ để xe và các hạng mục phụ trợ. Tầng 1 là căn hộ để ở kết hợp thương mại dịch vụ, xanh. Tầng 2 bố trí chỗ để xe và các hạng mục phụ trợ. Tầng 3 bố trí căn hộ, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tập thể hình. Tầng 4 bố trí căn hộ, hồ bơi, sân chơi trẻ em. Tầng 5 đến tầng 29 bố trí căn hộ và tầng tung là phòng kỹ thuật thang máy. Tiến độ đăng ký thực hiện dự án từ quý 1 năm 2021 đến quý 4 năm 2023 dự án hoàn thành. Và khi đi vào hoạt động dự án thì sẽ đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.210 người. Kala Apartment Quy Nhơn dự án đón đầu xu thế. Thành phố Quy Nhơn hiện đang là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, sự phát triển bứt phá về hạ tầng giao thông. Với quy hoạch hiện đại và đồng bộ, cùng nhiều khu đô thị kiểu mới mọc lên liên tiếp, Quy Nhơn hứa hẹn là khu vực chuyển mình không ngừng trong tương lai, tạo nên một diện mạo mới hiện đại, cũng như mở rộng thị trường bất động sản sôi động cho miền Trung Tây Nguyên. Sự xuất hiện của dự án Kala Apartment Quy Nhơn thật sự là mảnh ghép hoàn hảo cho thị trường chung cư cao cấp tại Quy Nhơn. Không chỉ đáp ứng nguồn cung nhà ở chất lượng mà dự án còn góp phần không nhỏ cải thiện diện mạo đô thị của địa phương. Kala Apartment tọa lại tại nút giao tuyến đường huyết mạch Tây Sơn, Nguyễn Thái Học và Quốc Lộ 1D, dễ dàng kết nối đến tất cả các tiện ích trong thành phố Quy Nhơn trong thời gian 36 phút và dễ dàng liên kết với các tỉnh thành lân cận qua tuyến đường 1D, hòa mình vào xu hướng trải nghiệm cuộc sống hoàn mỹ kiểu mới tại Quy Nhơn. Dự án Kala Apartment đã và đang từng bước hoàn thiện, mang đến cho cư dân sở hữu căn hộ cơ hội an cư đẳng cấp và tiện nghi chuẩn phong cách 5 sao. Với phương châm một bước chân ngàn tiện ích, cư dân tương lai của Kala Apartment Quy Nhơn sẽ đến với thiên đường nghỉ dưỡng, tuyệt tác căn hộ trung tâm phố biển, khiến mọi giác quan được đánh thức với cảnh sắc thiên nhiên bình yên, thanh mát cùng cảnh quan đẹp đậm chất thơ.